Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin giới thiệu với quý cô chú anh chị em một cái nền nha, diện tích bề ngang là 5m03, thì bề dài là 16m. Đây, vị trí nền đang quay cho quý cô chú anh chị xem ha. Thì cái này nền này cũng cặp mé sông, kè mé sông ra. Thì này thuộc đất cây lâu năm chứ không phải là thổ cư. Thì ở đây người ta đã bơm cát bó nền làm sắt chờ sẵn, nếu có gì mua được về các nhà được thì cũng có sắt chờ sẵn ha. Thì cái này thuộc là đường 918, từ Hoàng Thơ vô thì chạy đường cầu Bình Thủy, hai đường Nguyễn Linh đó, chạy vô ngang phường Long Tiền, chạy vô đây tới chợ Bông Giang nha. Đây là sát chợ, khu chợ Bông Giang. Thì khu vực này thì dân cư ở rất là đông đúc nè ha. Đường này thì nếu mà mở tiệm tóc, tiệm sửa xe, tiệm này tiệm kia mua bán gì cũng rất là êm. Thì xe đường này đường chính, đường thông ra lộ mình là hiện thời thì nó đang là 5m. Lộ này đang chuẩn bị mở rộng ra luôn ha. Cái này là đất bờ kè xong. Đây nguyên dãy nhà ta ở là rất là đông hết nha. Đường này xe đi rất là tấp nập. Khu này thuộc là khu vực của Bình Hòa. Đây dãy này cũng nhà nhóc cho. Thì đây thì có chợ Bông Giang này sát bên nè ha. Đây đó thì tầm khoảng 150m là tới chợ Bông Giang nè. Khu vực này thì dân cư rất là đông đúc. Thì hiện thời cái này của thuộc phường Long Tiền, quận Bình Thủy, giáp ranh với của huyện Phong Điền, của xã Di Xuân, huyện Phong Điền. Thì cái này nó cũng giáp ranh thì nó sát chợ Bông Giang nè. Đường này sẽ về hướng Phong Điền. Đây lại tí xíu là chợ Bông Giang thì rẽ ra đường Nguyễn Nhật Cừ cũng được, hay là về trong Duy Xuân rồi quẹo ra Phong Điền. Đây khu vực này là nhà cửa rất là đông đúc ha. Mình các nhà sẽ quay về hướng Tây Bắc nha, thì quay cho quý cô chú anh chị em tham khảo khu vực này ha. Thì đây để đi vô vị trí nền cho xem. Thì từ đây thì người ta đã cuốn nền sẵn rồi, làm rất là cao ráo. Thì giá bán 730 triệu, có thương lượng 83m. Đây kè rất là kiên cố luôn. Ở đây thì cũng bên sông có đường nữa ha. Nhà anh ta ở rất là đông đúc luôn. Thì đây ra trung tâm thành phố Cần Thơ thì tầm khoảng 9 km là tới nha. Thì từ chợ Ông Giang ra, từ chợ Ông Giang ngay chợ Ông Giang nè. Đây là trên đường Nguyễn Trường thì cũng gần. Thì quý cô chú anh chị em nào xem tham khảo thì thấy gửi thì coi xe ha. Còn mua bán thì thương lượng với chủ ha. Thì thấy gửi thì thương lượng giá cả. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Rất mong quý cô chú anh chị em xem video, đăng ký kênh, ủng hộ kênh để có động lực để đi quay những cái vị trí nền cho quý cô chú anh chị xem ha. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Thì khu vực này bán kính trong vòng 2 km thì tới trường FPT Nam Cần Thơ. Thì các trường bệnh viện đồ nó cũng khoảng đó ha. Rồi xin kết thúc video. Xin cảm ơn.